Thống kê của Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia gần đây cho thấy số lượng trẻ em Việt Nam bị sâu răng đang có chiều hướng gia tăng. Vấn đề chăm sóc bảo vệ sức khỏe răng miệng cho trẻ đang được phụ huynh quan tâm nhiều hiện nay, bởi vì sự hình thành và phát triển của răng sữa là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của trẻ. Để giúp trẻ có hàm răng khỏe đẹp và nụ cười tươi vui trải nghiệm tương lai, nhà khoa La Vita ra đời đang là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh giúp giải quyết các vấn đề răng miệng của trẻ trong thời gian vàng phát triển. Hiện nay tại phòng khám nhà khoa La Vita của chúng tôi đã triển khai rất nhiều phương pháp dự phòng, ví dụ như bôi vernix floor hay là chám bít dự phòng hố rãnh, cùng với các phương pháp điều trị như là các loại chụp có sẵn này, hoặc là lấy thủy buồng để xâm lấn tối thiểu cho các bé giữ răng đến khi thay. Sau khi mà điều trị thì tôi rất là vui vì là các bé có ý thức chăm sóc răng miệng tốt hơn và cái sức khỏe của răng thì được cải thiện rất là rõ rệt. Qua đây thì tôi cũng rất là cảm ơn cái sự tỉ mẩn, ân cần của phòng khám La Vita. Với sứ mệnh mang lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của trẻ em Việt, nhà khoa La Vita không ngừng đầu tư và phát triển cả về máy móc lẫn con người để đem đến những dịch vụ hàng đầu. Hệ thống máy móc hiện đại theo quy chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ là những yếu tố giúp nhà khoa La Vita trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu hiện nay tại Hà Nội.